Tôi là hội nông dân của đại lý Nguyễn Văn Tây đến từ Chi Tôn Lạc Quới. Thì vừa qua là tôi cũng có mấy xài những cái sản phẩm mà bên của công ty Nam Phương, nó là nhất xanh này nè, là cái giai đoạn mà đẻ nhánh làm đồng này là nó rất tốt. Rất tốt là có một cái, nó có cái bộ bốn trong cái sản phẩm, nó có những cái mặt hàng như thế này để trao đổi cho những biết bà con nông dân để biết để sau này biết cái mặt hàng của bên công ty Nam Phương để làm, tại vì qua tôi đã xài rồi. Cái cây này chẳng hạn nó như là dưa phửng bà con, và cái chai này là nó đậu ôm lắm, nó màu xanh đó, rồi cái chai này là nó sâu đó. Cái giai đoạn mà nó đẻ nhánh làm đồng là cứ khoảng 25 đến 30 ngày hả, hoặc mười mấy ngày cũng được. Cái thằng này là nó đẻ nhánh ra rễ làm đồng mập to thân đồng, tôi đã xài rồi là thấy chất lượng cao êm lắm. Trong cái bộ bốn này là bà con, thì trong khi mình xài xong rồi đó, là trong cái hộp này nó có cái phần quà mà bốc thăm trúng thưởng, cái thẻ cào nè. Quý vị đã xài xong rồi được cái thẻ cào là 10.000 chỉ ăn cho khách hàng. Trong khi đó là trong cái bộ bốn này đó là nó có những cái phiếu bốc thăm trúng thưởng của bên công ty Nam Phương, là ví dụ như bây giờ bà con mà có bốc thăm trúng may mắn á, là giữ lại cái phiếu này ở bên công ty Nam Phương là sẽ tặng cho bà con mình được chiếc que Alpha đó. Thì sau đó là những cái bên cái dòng bốc thăm trúng thưởng là có cái phiếu may mắn của bên công ty đội máy bay mà anh em làm bay cái dòng thuốc này đó, là bộ bốn là nó cũng được giữ cái phiếu này lại, được bốc không có bốc thăm trúng thưởng mà được quà tặng chi ăn của anh em bên đội máy bay đó. Sau khi mà xài hết cái sản phẩm này á, thì cái giá tiền nó cũng không có cao, cho một bên công điền như vậy là nó có 49.000 đó, nó cũng vừa với cái túi tiền của mình. Sau khi đó là tôi có xài rồi, cho nên ngày hôm nay tôi mới lên đây để giới thiệu cho anh em biết như vậy. Tôi là nông dân ở Chi Tôn An Giang của bên đại lý Nguyễn Văn Tây, là bên công ty Nông Phương phối hợp để áp dụng bấy lâu nay rồi.